Gia đình nơi không tính phí. Có một nơi trên đời không bao giờ tính phí, đó chính là nhà. Ở đó có một người luôn cảm giảm, lo lắng cho bạn từng phút, đó là vợ. Và có một người luôn dang rộng vòng tay đón bạn trở về, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đó là con. Gia đình chính là nơi duy nhất trên thế gian yêu thương bạn vô điều kiện. Dù ngoài kia bạn là ai, dù bạn có thành công hay bạn thất bại, gia đình vẫn luôn là nơi đứng sau ủng hộ bạn, luôn chờ đợi và yêu thương bạn vô tận. Trong cuộc sống xô bồ và áp lực kia, đôi khi chúng ta quên mất điều quý giá nhất, chính là thời gian và sự quan tâm dành cho gia đình. Bạn có thể đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thất vọng ngoài xã hội, nhưng khi trở về nhà, tất cả những gánh nặng ấy sẽ được xoa dịu bởi tình yêu thương. Vì vậy, hãy trân trọng từng phút giây bên gia đình, bởi ngoài kia sẽ không ai yêu thương và chấp nhận bạn nhiều hơn gia đình của mình đâu, bạn nhé. Nguyễn Hiếu thấy rằng có rất nhiều bạn chưa đăng ký kênh của Nguyễn Hiếu đâu. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký để luôn là người đầu tiên đón nhận những video chia sẻ tiếp theo của Nguyễn Hiếu bạn nhé.